Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Các bạn nghỉ lễ có vui không nè? Ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy được cách mà tôi có được sức mạnh của ma tốc độ như thế nào. Phía trước kìa các bạn có thấy hay không? Một đường đua rất đặc biệt, đường đua chết chóc. Không phải ai có thể vượt qua đường đua này. Tuy nhiên, nếu tôi có thể vượt qua thì tôi sẽ có được sức mạnh của ma tốc độ. Thưa các bạn, hiện tại bây giờ tôi là một bộ xương khô, tức là tôi đã chết rồi các bạn à. Nguyên nhân bởi vì tôi thực hiện cái đường đua này rất nhiều lần, nhưng không may tôi đã tử nạn. Và ngày hôm nay là ngày đầu thai của tôi. Nếu tôi đi đầu thai, kiếp sau tôi sẽ trở thành một con bóng lẹo cái, sống cô độc suốt đời. Nhưng mà tôi không chấp nhận số phận như vậy, nên tôi cầu xin thần chết cho tôi một ngày hồi dương để có thể thực hiện ước mơ chinh phục đường đua này và trở thành ma tốc độ. Được rồi, xin mời tất cả các bạn hãy theo chân tôi, chúng ta cùng chinh phục đường đua trong ngày hôm nay nha. Vâng, khó khăn đầu tiên cũng đã xuất hiện với tôi rồi. Một cái hàng rào thép rất cao, tôi đang chạy trên đỉnh của cái hàng rào đó. Tôi nhớ không lầm, lần đầu tiên tôi chạy qua đỉnh cái hàng rào này, tôi đã bị té xuống và chấn thương sọ não. Tôi bị mất trí nhớ tạm thời các bạn à. Tôi không nhớ mình là ai, nhớ vợ tôi là như thế nào. Thế là tôi chạy qua nhà hàng xóm, ôm vợ của ông hàng xóm. Ổng bực lên, ổng đấm tôi quá trời luôn. Nghĩ lại thật mắc mặt quá đi. Con vợ ông hàng xóm của tôi có xinh đẹp gì đâu, vừa lùn, vừa đen, vừa hôi nách nữa chứ. Mà con mụ đó hả, thở ra một cái hả, rùi mũi chết hết luôn. Dù có đánh răng mấy chục lần, mồm vẫn thối. Bây giờ tôi sắp qua được cái khó khăn đầu tiên rồi các bạn à. Một tí nữa thôi, cố gắng lên. Tôi phải lấy cân bằng hết sức, không thể để té được. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Dưới bánh trước của tôi là một khúc khỉu rất là nhỏ. Từ từ, từ từ cái nào. Được rồi, tôi qua được rồi các bạn à. Vâng, đó chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Tiếp theo là một đoạn đường đi trên một khúc gỗ rất dài, hẹp hơn hồi nãy rất là nhiều. Đó, các bạn thấy đó, đâu phải muốn trở thành ma tốc độ là dễ đâu. Nhưng mà lúc này đột nhiên phía trước của tôi xuất hiện một chiếc xe mô tô. Trời đất ơi, nhìn chiếc xe mô tô đó nó khá là ngầu hơn chiếc xe cùi bắp tôi đang cởi rất là nhiều. Chẳng lẽ đó là phần thưởng của tôi vượt qua giai đoạn này hay sao? Đây là lần đầu tiên tôi tới được mức độ này đó các bạn à. Tôi vô cùng hạnh phúc và hưng phấn. Tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe mô tô mới. Chắc có lẽ nó xuất hiện để giúp tôi vượt qua đoạn đua tiếp theo. Wow, wow. Trời đất ơi các bạn ơi, Tôi đã trở thành một bộ xương biết phun khói rồi nè. Thật đặc biệt quá đi. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Các bạn có biết hay không, bây giờ tôi hạnh phúc lắm. Công sức của tôi đã được đền đáp rồi. Lúc còn sống, vợ tôi nó chê tôi suốt ngày chỉ biết đua xe, bỏ nó ở nhà, không quan tâm chăm sóc nó. Ông hàng xóm còn lo lắng cho nó nhiều hơn tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn dốc này, sau đó nhanh chóng tiến vào đoạn thứ ba, hy vọng là sẽ có một phần thưởng gì đó mới cho tôi. No, oh no, 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 no. Bóp phát rồi ảo tưởng sức mạnh cho cố vô. Bây giờ chết queo mất tiêu rồi. Được rồi, tôi đã được hồi sinh lại. Bây giờ tôi sẽ không chạy trực tiếp qua cái đoạn dốc thẳng đó đâu. Tôi sẽ vòng qua cái cành cây kia kìa, đi qua phía bên trái, rồi sau đó vòng lên trên và quay trở về đường chính. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến thẳng vào đoạn thứ ba. Tự dưng trên cái đoạn đường bằng cành cây này, tôi vô tình nhìn xuống dưới các bạn à. Độ cao từ dưới mặt đất lên trên đỉnh của cành cây khiến cho tôi run bần bật. Quần của tôi bắt đầu ướt nhẹp à. Nhưng mà các bạn đừng có nghĩ tầm bậy nha. Mồ hôi của tôi đổ ướt quần đó, chứ tôi không có tè trong quần đâu. Cuối cùng tôi cũng qua được đoạn đường vòng này rồi các bạn à. Nhanh chóng lên, tôi sẽ di chuyển trên một đoạn đường toàn những cái bánh xe màu trắng đỏ như thế này. Bọn chúng trông có vẻ rộng bự hơn nên cũng không mấy khó khăn cho tôi. Nhưng mà tôi phải hết sức cẩn thận, tôi không muốn té xuống dưới một lần nữa nào đâu. Nếu mà nội trong ngày hôm nay tôi thất bại, tôi phải đi đầu thai và tôi kiếp sau phải làm một con bóng lẹo cái đó. Đã vậy còn không được lấy chồng nữa. Cuối cùng tôi cũng qua được rồi các bạn à. Chỉ cần chạy lên phía trên nữa thôi, chúng ta sẽ trở lại trục đường chính và sau đó tiến thẳng tới đoạn thứ ba. Hồi hộp quá. Thế là tôi cũng đã vịn ga một cú bay lên tuyệt đẹp. Mặc dù nó không cao lắm nhưng mà tôi đã tiếp đất thành công. Hay lắm, tôi đang ở trên đoạn đường chính rồi các bạn à. Bây giờ chúng ta vượt qua một chút chướng ngại vật nữa, tôi sẽ tiến tới giai đoạn thứ ba.
Hy vọng tiếp theo tôi sẽ có được một chiếc xe đẹp hơn, với siêu năng lực gì đó đặc biệt hơn nữa. Cũng không mấy khó khăn và không ngoài dự đoán, cuối cùng tôi cũng đã bước sang giai đoạn 3. Wow, các bạn nhìn kìa, một chiếc xe mô tô gần giống như là của ma tốc độ vậy. Trời đất ơi, thèm thuồng quá. Nhưng mà khoan, hãy theo chân tôi xem thử đoạn đường đua còn tới đâu nữa. Ở bên dưới kia các bạn à, cũng khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức chiến lợi phẩm nào. Không thể tin được, người tôi đã rực lửa rồi các bạn. Chẳng lẽ tôi đã trở thành ma tốc độ? Nhưng mà chưa đâu, tôi chỉ là một con ma lửa mà thôi. Nhưng mà rất là đẹp, thật là tuyệt vời. Nào, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chinh phục cái đoạn 3 này nhé. Không biết là có đoạn 4 hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng hết cái đoạn 3 này, chúng ta sẽ trở thành ma tốc độ thật sự. Nếu mà tôi thành công rồi, chắc chắn tôi sẽ không phải đi đầu thai làm lẻo cái nữa. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bảo vệ con người, bảo vệ thế giới này. Lúc đó tất cả đàn bà trên thế giới này đều muốn có bầu với tôi. Oh my god. Wow. Còn con vợ chết tiệt của tôi, nó phải hối hận với những gì nó làm. Nó đã cắm sừng tôi đi theo thằng hàng xóm. Thành công rồi, tôi đã vượt qua giai đoạn thứ 3. Nhưng mà các bạn ơi, tôi chỉ tưởng có 3 đoạn thôi, không ngờ đoạn thứ 4 lại hiện ra trước mặt của tôi. Vâng, bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại chiếc xe này. Nó gần giống như chiếc xe của ma tốc độ vậy các bạn à. Chắc nó có sức mạnh của ma lửa đó. Wow. Và tôi cũng bắt đầu xuống xe để thực hiện giai đoạn thứ 4, bước lên một chiếc xe mới. Nhưng mà các bạn ơi, tôi không nỡ lòng rời đi khỏi chiếc xe ở giai đoạn 3 này. Nhìn thấy nó đẹp quá à. Không biết xe của ma tốc độ sẽ như thế nào nữa. Sau đó tôi ngó về phía trước, và tôi thật không thể ngờ, đó chính là chiếc xe của ma tốc độ. Đù, nhức nách quá. Tôi chịu không nổi rồi, phải bước ngay lên. Chắc chắn tôi sẽ sở hữu ma tốc độ. Vâng, thưa các bạn à, không còn lời gì để nói nữa rồi. Bây giờ tôi thật sự đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Bây giờ trông tôi có đẹp trai hay không? Các bạn, trông tôi có quyến rũ hay không? Có bạn nào đụng chứng vì tôi hay không? Quá đã, quá dữ. Bây giờ tôi sẽ chinh phục cái đoạn đường cuối cùng này. Chắc chắn với năng lực của ma tốc độ, tôi sẽ dễ dàng làm được điều đó. Nhanh chóng lên nào. Nhưng mà các bạn à, thật không hay, đoạn đường này là đoạn đường quyết định tôi có trở thành ma tốc độ hay không. Nhưng mà tôi quá tự cao, khiến tôi phải trả giá. Được rồi các bạn, không sao, bây giờ chúng ta phải làm lại. Tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi phải cần vượt qua cái đoạn đường này trong ngày hôm nay. Nếu không, tất cả những sự cố gắng của tôi từ nãy tới giờ tan thành mây khói. Bây giờ tôi phải cẩn thận từ từ chạy qua cái đoạn container này, sau đó tiến thẳng lên cái ram dốc kia. Mặc dù tôi có sức mạnh của ma tốc độ, nhưng mà tôi phải cần lái cẩn thận. Nếu không tôi té xuống thì tôi phải chết. Chết rồi hồi sinh lại rất mất thời gian. Trong ngày hôm nay tôi mà không làm được, bắt buộc tôi phải đầu thai và bỏ hết tất cả ước mơ của tôi. Hay lắm, chúng ta qua đường một đoạn rất khó khăn rồi. Tiếp tục tiến thẳng lên trước nào. Ở đằng trước kia kìa, các bạn có thấy hay không? Dường như có một cái tường rào ngăn làm cổng Long Môn. Tôi chỉ cần vượt qua cái cổng Long Môn đó, tôi sẽ trở thành ma tốc độ thật sự. Tiến lên nào. Ôi không, tôi phải làm ma tốc độ. Tiến lên. Yeah, tôi là ma tốc độ rồi các bạn à. Thành công rồi. Con vợ cắm sừng tôi chắc chắn nó phải hối hận, vì khi thấy tôi đã trở thành ma tốc độ. Mà tôi chẳng quan tâm nữa, bởi vì tất cả gái đẹp trên đời này sẽ muốn có bầu với tôi. À, khoan, gái đẹp thôi nha, còn gái xấu bỏ qua một bên đi. Tôi không có muốn có bầu với gái xấu đâu. Được rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hành trình tôi lấy được sức mạnh của ma tốc độ là như thế nào nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày lễ vui vẻ.